Xin giới thiệu với các bạn, đây mình quay toàn cảnh sơ ở bên ngoài bệnh viện Lộc Ninh thời Pháp. Đây là công trình kiến trúc cổ người Pháp. Đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây, quay toàn cảnh cho các bạn xem ha.